Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mình chào các bạn. Hôm nay mình hơi chán với cái mái tóc của mình nè, nên là mình quyết định là sẽ tự tẩy tóc và nhuộm tóc luôn tại nhà nha. Tại vì mình hơi không tin tưởng những cái tiệm tóc xung quanh mình lắm. Nên là mình đầu tiên á, là hôm nay mình sẽ tẩy tóc để được bộ lông tuyệt đẹp như mà đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhuộm tóc với nhau nhé. Có thể là video này sẽ được chia làm hai phần tùy vào tình hình thôi. Các bạn nhớ đón xem nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị đó là thuốc tẩy tóc. Thuốc tẩy tóc này mình mua ở trên Shopee sau khi xem review của cái shop đó, với lại được shop tư vấn rất là nhiệt tình á. Nên là nếu như các bạn muốn tẩy thì cũng có thể thử, hoặc là mình có thể thử những cái loại khác, không bắt buộc phải là loại này đâu. Nhưng mà để hôm nay mình thử xong rồi mình sẽ review cho các bạn. Một cái hộp đó thì gồm hai gói như vậy. Hai gói như vậy thì sẽ dùng cho tầm 7 đến 10 phân tóc. Đó thì đầu của mình nghĩ hai gói là vừa. Nên là các bạn tự tính dựa theo cái số tóc của mình để mà mua số lượng cho phù hợp. Theo hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ pha hai gói này, là tổng cộng 4 gói đó, 4 gói này và một cái tô trộn đều lên và tiến hành bôi lên tóc nhé. Mình sẽ tiến hành đổ cái này ra. Của cái gói này nó màu xanh nè các bạn. Nhưng mà mình tẩy là mình sẽ tóc của mình nó sẽ trở nên màu vàng. Mình không mong là nó trắng như là lông con mày đẹp của mình đâu, nhưng mà tốt nhất là nó nên bạc bạc sáng sáng một chút để mình có thể thuận lợi nhuộm những cái màu tóc mình mong muốn. Trong cái thuốc nhuộm mà tại đó mình mua là nó có sẵn cái này luôn nè. Hơi chuyên nghiệp đúng không? Mình sẽ tiến hành lấy cái này để mình... Ủa sao nó rách rồi? Để tránh cho nó bị dây vô đồ á. Nhưng mà nó rách rồi thì sao? Để làm cái này tốt nhất là các bạn nên có những cái kẹp để chúng ta kẹp tóc lên thành từng lớp. Nhưng mà vì mình không có kẹp nên là mình sẽ tận dụng những thứ có sẵn. Đó là dây thun. Mình sẽ cột tóc lên thành nhiều lớp. Mình gì nhỉ các bạn? Mình gì nhỉ? Các bạn thấy mình gì đâu? Mình nhuộm xong rồi nó sẽ trắng như mình đi. Trắng như một chân. Theo hướng dẫn thì sau khi mình tẩy xong tốt nhất là 2-3 ngày sau mình mới tiến hành nhuộm tóc, để tránh cho cái màu lúc mà mình mới tẩy nó chưa có kịp ăn vô tóc mà mình nhuộm màu khác thì nó sẽ trôi luôn cả hai màu á. Nhưng mà mình không nghĩ tại sao ngoài tiệm người ta lại vừa tẩy xong người ta nhuộm, chắc thuốc khác. Đó, bây giờ mình đã cột xong rồi thì mình cột, các bạn cột từng chân vậy thôi. Rồi mình tiến hành bắt đầu. Để hỗ trợ cho cái sự ngôn người hôm nay của mình, có một bạn nam giấu mặt từ một nơi nào đó tới, nên là các bạn không cần chào bạn đó đâu. Nó sẽ giúp mình vừa đi nhuộm tóc. Bằng mặt cho các bạn nhìn đỡ. Mình đi chào cô chú đi con. Dạ, con chào cô chú. Này các bạn có thể thấy cái hỗn hợp mà hồi nãy đó mình trộn nó sẽ có màu xanh như vậy nè. Hơi bắn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành bôi lên một cái mùi thuốc nhuộm đặc trưng luôn á. Mình sẽ giữ cho mày cái chùm tóc này rồi mày bôi nha. Nhớ bôi từ đuôi tóc nữa, không nó sẽ loang lỗ lắm. Rồi bỏ lên xong bôi. Mình đã nhờ một bạn nam bụng về. Nhớ bôi cả đuôi nha. Đuôi tóc, chân tóc á. Không mà nó chỉ lớn. Đó, đúng rồi. Các bạn thấy chuyên nghiệp không? Thì giống thợ chuyên nghiệp không? Ủa chứ? Nó kêu là một gói là 7cm tóc. Nếu tóc mình mà quay lỗ chắc ghê. Hay là mình làm thử cái đuôi thôi. Cái bạn tóc mình hơi dài nên là mình quyết định rồi mình chỉ làm cái đuôi thôi. À thôi, cái đuôi cũng phải cột lên. À thôi, phải cột. Đúng không? Cái đuôi đang thường. Nếu như mà mình make sure là mình sẽ đầy đủ. Ây da, ai vậy? Chết rồi, không gỡ ra được. Lỗi các bạn, sai lầm của mình. Đó là do mình ở đây là mình đủ hai gói là sẽ đủ cho tóc của mình, nhưng mà thật sự là phải ba gói, maybe 4 gói. Tại tóc mình hơi dày nên là thôi mình cái đuôi thôi nhé. Nên nó các bạn thử nên lưu ý. Giờ mình lại bôi rồi. Phóng lao theo lao thôi nha. Đó, mình chỉ nhuộm một nửa này thôi nè các bạn. Tại vì mình hết thuốc. Ôi mày quá. Thiệt luôn. Không, nhưng mà ví dụ như nếu tí nữa mình nhiều ấy, thì mình sẽ làm nửa cái đầu còn lại, không sao. Mình sẽ tùy tình hình, tùy cơ ứng biến, cái đó gọi là gì. Ui, như vậy mình có cần nhuộm cái máy không đúng không? Ui, mình tẩy ra có khi nào tóc mình sẽ giống như là chú Di Siêu trong Itaewon Class không ta?
nó làm đều nha. Không, nó sẽ ghê hết lắm. Mình tuyển được anh thợ này đó các bạn. Đây là một anh thợ chưa bao giờ làm. Mày làm tóc cho ai bây giờ chứ? Này người ta gọi là chọn mặt cửa vàng, nó tin lắm rồi. Tin lắm mới được. Sau khi mà mình dùng cái thuốc tẩy tóc này thì mình phải chờ. Mình chờ càng ngon thì cái màu nó sẽ lên càng sáng nha. Ví dụ như mình chờ tầm 45 phút tới 1 tiếng. Chờ đó tầm đấy. Mình đi quá các bạn. Mà chả làm gì. Chúng mày lấy gì tỉ mỉ dữ vậy? Sắp hết thuốc rồi nè. Chứ thuốc đã ít rồi. Mà tao nghĩ tại sao người bán kêu là một cái 7cm cũng ít nhất phải được nửa đầu chứ gì mà chưa gì hết thuốc rồi. Mùi nó ngái, chịu quá. Gì ấm cái mùi này vậy? Dơ. Cái xong khó rồi. Thôi tới lớp này luôn. Cái đậu làm đuôi rồi. Ai cái đập tao hoài vậy? Đâu rồi? Yeah, đập đây. Là danh tị, ta sắp có bộ tóc đẹp như lông mày đúng không? Các bạn đã bao giờ thấy mèo phê chưa? Mẹ gì sẽ mong mày tắt mẹ chân thành công đi. Xong rồi mẹ sẽ đánh tỉ với lông của con á. Mùi hôi thiệt quá. Mình đang ngồi làm tắt này bạn. Mà nó cứ tới nó mà nó đẩy đẩy mình rồi nhá. Đẩy như kiểu không ai quan tâm ấy. Ồ, thế ra mẹ chọn cái chiếc. Chuẩn bị có một video mặt diệt nấu ăn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể xem mặt diệt nhà mình nấu ăn nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Đứa coi con đi. Mặt nó mệt mỏi dễ sợ lắm. Nó không có đứng vào nhà đồng, nó không có đấy. Không có ra đâu. Không ra hả? Ừ. Thật á? Chết. Buồn. Thì mang đi. Mẹ còn bốn cũng được. May muốn có ngủ. Ngủ chắc không đủ. Dùng cái đuôi thôi đó. Con đừng có cắn thôi cũng được không? Mua vui. Sau này đã vất vả rồi. Mà vất vả quá. Tát xin được bạn. Dơ con, chứ không liếm được, dính chưa? Liếm vô cho lưỡi này bay màu nữa. Đó, cái quần 70 nghìn á. Thật ra thì mình mua hơi nhiều nhưng mà mình sợ là đang dùng mà nó hết thì lại phải chạy ra ngoài mua thì sẽ là vất vả ấy. Thế nên là mình một chút sau đó thì mình giữ lại cái hóa đơn để nếu mà mình không dùng hết thì mình còn mang trả. Thế thôi, bình thường như lần trước mình tẩy cả đầu luôn ấy thì cứ mỗi lần tẩy là mình sẽ hết tầm 2 hộp như thế này và mình tẩy tổng cộng là 3 lần thì cho nên là mình sẽ cần đến 6 hộp. Okay.
Chào mọi người, đây là đầu của mình sau 1 tiếng chờ đợi. Vì như lúc đầu mình nói là đó, mình chỉ nhượng phút đuôi thôi, mình không có đủ để tải. Nên là nếu như mà các bạn dùng cái hãng chung với mình đó, thì với độ tắp như mình phải 6 gói. Đó là 6 gói, còn mình 2 gói ở đây. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để cho nó khô, tại vì mình sợ là nó mới lên màu á. Mình để nó khô tự nhiên thay vì là mình sấy, mình sợ nó bay màu mất. Còn về cái phần mà nhuộm á, thì sau 2 ngày theo hướng dẫn sử dụng của shop thì 2 ngày sau mới là nhuộm để tốt nhất nghe. Nên là sau 2 ngày mình sẽ tiến hành nhuộm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để chúng ta được gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Nếu như các bạn muốn xem phần 2 mình nhuộm cái phần đuôi tóc này thì hãy like video này nhé. Hẹn các bạn lần sau.